Chiều ngày 7 tháng 1 năm 2023, tại Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Con Tum, Chùa Huệ Chiếu, đã long trọng tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự tỉnh năm 2022 và triển khai phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023. Chứng minh cho hội nghị có Hòa Thượng Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Con Tum, Thượng tọa Thích Nhuận Bảo, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Vạn Nhơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Ban Trị sự, kiêm trưởng Ban Hoàng Pháp Phật giáo tỉnh. Đại đức Thích Nhuận Pháp, Tránh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng Chư Tôn Đức, Ủy viên Thường trực và Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Con Tum đã về tham dự chung. Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, Thượng tọa Thích Nhuận Bảo, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã phát biểu khai mạc. Qua đó, thay mặt Ban trị sự gửi lời chúc an lành đến Chư Tôn Đức tăng ni và quý lãnh đạo chính quyền các cấp mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tôn giáo, phòng PA02 công an tỉnh đã trở về tham dự hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022. Phật giáo toàn tỉnh hiện có 90 tăng ni tu học, gồm có hai hòa thượng, năm vị thượng tọa, bảy ni sư chư đại đức tăng ni hoạt động Phật sự. Toàn tỉnh có 33 cơ sở tự viện chính thức năm 2022 đã được nhà nước thống nhất cho chủ trương thêm 8 nơi để thành lập cơ sở tự viện. Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Con Tum lần thứ 6, 2022-2027 được tổ chức vào ngày 20-21 tháng 7 năm 2022. Đại hội suy cử 43 ủy viên, trong đó có 20 ủy viên thường trực và 23 ủy viên ban trị sự. Qua đó, tiếp tục suy cử Hòa Thượng Thích Quảng Xả, tái suy cử trưởng ban trị sự, trưởng ban tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Con Tum. Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 tại Cung văn hóa Việt Xô thủ đô Hà Nội vào ngày 27, 28, 29 tháng 11 năm 2022. Đại hội tiếp tục suy cử Hòa Thượng Thích Quảng Xà, tái suy cử Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Ban Tăng sự Trung ương. Đại hội suy cử Thượng tọa Thích Nhuận Bảo vào Ủy viên Hội đồng Trị sự, suy cử Thượng tọa Thích Vạn Nhân vào Ủy viên Dự khuyết Hội đồng Trị sự. Phật sự nổi bật trong năm qua phải kể đến tổ chức thành công Đại hội Phật giáo tỉnh. Việt hóa trong các buổi lễ cầu nguyện, tổ chức trang nghiêm các lễ tưởng niệm, cầu siêu, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, dạy giáo lý, hướng dẫn tín đồ tu tập và dần Phật hóa gia đình, huy động kinh phí cho công tác an sinh từ thiện xã hội trên 3 tỷ đồng. Dựa vào và thực hiện tốt các văn bản, thông tư chỉ đạo từ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hiến trương giáo hội, chấp hành tốt pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo của chính phủ và các quy định của địa phương. Ban Trị sự đã kịp thời hướng dẫn chỉ đạo các công tác Phật sự cho các cơ sở Phật giáo trong tỉnh. Văn phòng Ban Trị sự đã xây dựng khang trang, đầy đủ tiện nghi, đủ điều kiện để tổ chức các lễ lớn của giáo hội. Công tác Phật sự đã đi vào ổn định, qua đó Ban Trị sự giúp đỡ cho nhiều đơn vị cơ sở lập thủ tục xây dựng, trùng tu và tạo điều kiện cho tăng ni ngoài tỉnh về phục vụ tại địa phương. Đã thành lập Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đắc Hà nhiệm kỳ 1 2021-2026 đã thành lập Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Sa Thầy nhiệm kỳ 1 2022-2026. Qua tóm tắt báo cáo trên, cho thấy hoạt động của Ban trị sự thời gian qua có được những kết quả đáng khích lệ là nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương giáo hội và sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp chính quyền và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể thành viên Ban trị sự và chư tăng ni Phật tử trong toàn tỉnh. Tại hội nghị, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Con Tum cũng đặt ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023, gồm nhiều chương trình phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Thờ ủy nhiệm của Hòa thượng trưởng Ban Phật giáo tỉnh Con Tum, Chư Tôn Đức Ban Thư Ký đã tuyên đọc quyết định của Hội đồng trị sự về việc chuẩn y thành phần nhân sự Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 8 năm 2022-2027. Đại diện chính quyền tham dự, ông Vũ Quang Dũng, trưởng ban tôn giáo tỉnh Con Tum đã phát biểu tại hội nghị Ông đánh giá cao về công tác tổ chức hội nghị lần này. Việc báo cáo bằng video do Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Con Tum là một việc làm thiết thực, phù hợp với xu thế công nghệ 4.0 hiện nay. Đồng thời, ông bày tỏ sự trân trọng cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp của Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật Tử đã có những đóng góp tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng địa phương. Cuối lời, ông kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni và cộng đồng Phật Tử mạnh khỏe, an lạc và thành công ban đạo từ Hòa thượng Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đặc trách khu vực Tây Nguyên nhấn mạnh chủ đề của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển. Hòa thượng nhắn nhủ chư thượng tọa, đại đức tăng ni luôn hành thành tốt sứ mệnh hoàng pháp vi gia vụ, lợi sinh vi bản hoài, là tấm gương để hàng Phật tử nương tựa, hướng dẫn nhân dân Phật tử tu học đúng chính pháp của đạo Phật, hiến chương của giáo hội, pháp luật của nhà nước. Hòa thượng cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến quý vị lãnh đạo chính quyền, chúc quý vị nhiều sức khỏe, luôn hành thành tốt công tác của mình. Qua đó mong muốn chính quyền các cấp tiếp tục tạo điều kiện để các hoạt động Phật sự hành thông, phát huy truyền thống hộ quốc an dân, tốt đời đẹp đạo. Hòa thượng gửi lời cầu nguyện đến toàn thể chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức tăng ni Phật tử, các cấp chính quyền tỉnh Con Tum, đó một mùa xuân mới quý mão thành tựu các công tác Phật sự như mong đợi.